Những ai trung thành sẽ được người yêu thương.
Anh em thân mến, nếu anh em chịu khổ vì sống không chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng sao xuyến Đức Kitô là lần đánh bái tư người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ ta chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Đó là lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Chào quý cha, quý cô, chú và anh chị em, các chị em, các thành viên trong ban thiên nhạc đó họ chung tay rất thân mến. Trong tin mừng theo thánh Luca thì chúng ta thấy hôm nay là lần cuối cùng Chúa Giêsu lên Jerusalem, ngày chứng kiến cái cảnh buôn bán trong đền thờ, rồi ngày đánh đuổi họ. Chúng ta thấy nếu như xét trong bối cảnh những ngôi nhà thờ ở đất nước Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy nó khác hẳn, không bao giờ có chuyện lại đem chim bồ câu chiên dê bán ở trong nhà thờ kinh doanh, không ai có chuyện. Nhưng ở trong đền thờ Jerusalem ngày xưa thì việc đó lại là việc bình thường, thậm chí đó là một công việc rất tốt đẹp và hữu ích cho mọi người. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy hàng năm những người được gọi là bổn đạo thì phải lên đền thờ Jerusalem vào các ngày lễ chính. Rồi trong gia đình khi sinh con ra, chúng ta thấy cũng dâng lên, dâng đứa trẻ trong đền thờ, như Đức Maria và Thánh Giuse lặn lội từ Nazareth lên đền thờ để dâng hài nhi trong đền thờ. Việc làm đó là
Và khi vào đền thờ, người ta chỉ không phải đến với Chúa với đôi bàn tay trắng, nhưng phải có lễ vật dâng lên. Người giàu thì chúng ta thấy dâng chiên, dê, bò, béo tốt. Nhưng những người nghèo như đức mẹ thì phải dâng một cặp bồ câu con, những hoặc là những hiện vật ít giá trị hơn nhưng phải có hiện vật. Vậy thì giả như Đức Maria từ Nazareth mà lên Jerusalem khoảng 200 cây số như vậy, thì để bế, vừa bế hài nhi Giêsu, vừa bế đôi chim bồ câu đi, đi một tuần mới tới nơi, thì lên đến Jerusalem còn chìm ở trên từ lâu rồi, nó không còn sống. Cho nên phải phát sinh ra cái dịch vụ đổi tiền, đổi bạc, đổi quà là như vậy. Và đây là công việc tốt đẹp và hữu ích, vì nó phục vụ cho các hành hương có lễ vật để dâng lên Thiên Chúa. Nhưng mà hôm nay tại sao Chúa lại xử sự với những người buôn bán như vậy? Là bởi vì cái công việc buôn bán đổi rác nó là tốt đẹp, nó là hữu ích, nhưng dần dần nó đã biến chất, nó trở thành buôn bán mà chúng ta biết buôn bán nó khác với đổi rác. Buôn bán là kiếm tiền, là kiếm lợi. Vậy thì những người buôn bán đấy là ai nếu như không phải là con cháu của các tu tế, con cháu của những người con đền thờ? Họ trục lợi từ những khách hành hương đến với Chúa, cho nên nó bị thái quá biến chất. Chúa phát hiện ra tình hình này và Chúa đã đánh đuổi họ. Đừng biến nhà cha ta thành xào việc của cơ. Vậy kính thưa các thầy cùng đoàn, lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta điều gì? Là đền thờ nó chỉ là nơi thánh khi nó được dâng hiến cho Thiên Chúa, được dành để phục sự Thiên Chúa. Đó là đền thờ gỗ đá. Còn nếu nó không dùng cho việc phục thờ Thiên Chúa nữa, thì như lời Chúa đấy nói, sẽ có lúc không còn viên đá nào trên viên đá nào tại Jerusalem này. Và đúng như vậy, 70 năm sau, tướng Tito bao vây Jerusalem và một vị quân lính đã cầm đuốc đốt cháy Jerusalem. Và Tito đã cho đập phá nát đền thờ Jerusalem. Đến nay chỉ còn một vài bức tường than khóc. Nếu như ông vô đường đi sang đấy thì biết, còn một vài bức tường của tôi không còn đền thánh uy nga như thời Chúa Giêsu. Đấy là đền thờ gỗ đá. Nó còn như vậy thì hôm nay chúng ta mừng kính một con người khác hẳn, mặc dù yếu đuối nhưng con người này toàn tâm toàn ý phục vụ Thiên Chúa, bởi vì Ngài yêu mến Chúa và yêu mến hai nhân. Con người ấy không ai khác chính là thánh nữ Cecilia, mà hôm nay đúng đang đọc tên là thánh nữ Cecilia trinh nữ tử đạo. Làm thế nào mà Ngài lấy chồng mà vẫn gọi là trinh nữ? Thưa là bởi vì trước khi lấy chồng và sau khi đã kết hôn với Valerio thì thánh nữ đã nói thẳng với người chồng của mình là anh không được phép động vào người của em, vì trong em đã có một thiên thần Chúa sai đến để bảo vệ. Nếu anh không động vào người em thì vị thiên thần này cùng với Thiên Chúa của em sẽ yêu mến anh như yêu mến anh vậy. Và ông chồng Valerio này đã tôn trọng người vợ của mình vì lấy được cô vợ xinh đáng ngoan hiền, cho nên tôi tôn trọng. Thế một hôm chồng mới nói là vậy cho anh được chiêm ngưỡng cái vị thiên thần của em, thì thấy nữ Celia nói là anh cứ học đạo cho đàng hoàng, rồi đến một ngày nào đấy anh sẽ chiêm ngưỡng thiên thần của em. Và cuối cùng Valerio đã học đạo bởi đức giáo hoàng Urbano đã không những đạo đạo, nhưng người chồng này còn giới thiệu và dẫn em gái của mình cũng theo đạo. Và sau khi cả ba người theo đạo, tức là cả hai anh em chồng theo đạo, thì cả ba người này hăng say phục vụ Chúa, yêu mến Chúa và đặc biệt tặng ái, bằng cách là khi nghe thấy ở đâu có người chết
vì đạo, thì cả ba người này đem xác đi chôn cất đàng hoàng. Và sự việc này đã bị phát hiện, và người chồng của Cecilia cũng như em gái của người chồng đã bị bắt và bị xử tử. Thánh nữ Cecilia về sau cũng bị phát hiện và ngài cũng bị tử đàn như lời cha cố nói lúc đầu đấy. Như vậy, chúng tôi toàn thể cộng đoàn, mặc dù là một người có chồng nhưng vẫn còn là trinh nữ, bởi vì ngài đã dâng hiến con người mình cho Thiên Chúa, dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa và phục vụ tha nhân. Đó là thánh. Thánh có nghĩa là gì? Thánh có nghĩa là được tách ra khỏi những thần tử khác. Ví dụ chúng ta thấy khăn tí nữa chẳng trên bàn thờ gọi là khăn thánh, nó khác hẳn những khăn khác. Khăn này không thể đeo rửa mặt được, chén cũng gọi là chén thánh, để tách biệt ra khỏi những chén khác. Một con người được gọi là thánh cũng được tách ra dành riêng cho Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, ngồi đây cũng vậy, ước mong rằng mỗi người chúng ta cũng được gọi là thánh. Mặc dù chúng ta đang sống ở trần gian này, chúng ta không được phúc từ nào, nhưng chúng ta hãy dùng tất cả tâm tư tình cảm, những việc làm của mình hướng về Chúa, quy tất cả những công việc của mình với mục đích yêu mến Chúa, phục vụ cho nước của Thiên Chúa, thì đấy là thánh. Tiếp đến, thánh nhân không chỉ yêu mến Chúa hoặc yêu mến tha nhân mà các công việc bác ái, thì mỗi người chúng ta cũng vậy, đặc biệt là các thành viên trong ban kinh nhạc của giáo họ Kinh Danh. Giáo họ chúng ta thì kinh nhạc với lại ca lạc nó lẫn lẫn với nhau thì nó bình thường, nhưng ở những xứ khác thì ban ca ngồi một bên, ban kinh nhạc ngồi một bên. Nếu chúng ta không vì mục đích phục vụ Chúa mà chỉ phục vụ cái tôi của mình, thì chúng ta cứ thử xem đi những thánh lễ ban kinh nhạc thổi rất dài, thổi xong là đọc một lượt nhạc lễ, thậm chí ca lạc cũng không được hát. Rồi cũng có nơi ảnh hưởng lại, các toàn hát rất dài, cuối cùng không đến tiên cho kim nhạc được hát. Đó là sự gọi là khoe mình, làm vì mình chứ không phải là vì mục đích tôn vinh Chúa. Cũng giống như hoa bạn nến trên bàn thờ, hoa bạn nến phải hài hòa với nhau thì nó mới đẹp, nó mới xuất sắc. Chứ hoa nến mà cháy to quá, đốt cháy hoa thì cũng không đẹp. Hoa mà nhiều quá che hết cả nến thì cũng không đẹp. Cho nên hôm nay một lễ ban kinh nhạc, chúng ta la tôn tập luyện phục vụ Chúa, thổi những bản nhạc rất hay, rất xuất sắc, thế là tốt rồi. Nhưng chúng ta hãy ý thức rằng tất cả những công việc chúng ta làm là dành cho Chúa, phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ cái tôi của mình. Và một điểm nữa, thánh Cecilia gọi là nhạc sĩ, cũng có thể là ngài đã sáng tác rất nhiều những nhạc phẩm. Nhưng có một giai thoại kể là trong cái ngày thành hôn, ngồi cùng bàn với người chồng của mình là Venario, thánh nữ không phải hát những bản tình ca anh yêu em yêu anh, nhưng lại hát từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Có lẽ như vậy cho nên người ta mới gọi thánh Cecilia là nhạc sĩ, bởi vì những lời ngài cất ra luôn luôn được quy hướng Thiên Chúa, tôn vinh chúc tụng Chúa ngay trong ngày đám cưới của mình, cũng dành riêng con người cho Chúa. Vì thế ngài đã giữ được con người của mình đến hơi thở cuối cùng, đầu tiên trong đời. Từ thời điểm này chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa các bạn và giáo hội có một vị thánh trung kiên, yêu mến Chúa, yêu mến con người. Chúng ta cũng vậy, là những hậu duệ của bà, chúng ta cũng hãy cố gắng, không được phúc từ đạo như là, nhưng hãy cố gắng trong mọi công việc chúng ta làm, hãy quy về Thiên Chúa và hãy yêu mến nhau. Chỉ có như thế đoàn kết của chúng ta mới thắng được tiến về mọi phương diện.
Trong khi bị bệnh hại, Thánh Cecilia đã không ngừng rao giảng tin mừng. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh luôn nhiệt thành và can đảm làm chứng cho Chúa trong những thử thách của thời đại hôm nay. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúa nhận lời chúng con. Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết nói gương theo Thánh
Anh chị em của mình đến đây vô phương là bỏ anh chị em được Thiên Chúa và Cha bằng năng chứng nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận Bồ Đề Chúa con xin nhường dâng lên Chúa để mừng thánh tín nữ Cecilia từ áo. Xin Chúa cũng dùng Bồ Đề con họ vào tích điện này làm cho chúng con đang hiểu nhận được công năng ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Anh em vẫn còn thế. Anh em Chúa là Thiên Chúa cùng con. Lạy Chúa là Cha trên thiên đàng Thiên Chúa toàn năng toàn chủ. Chúa cảm ơn cho mọi người mọi lúc tất cả chính đã phải và bản thân là ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc mừng sự phát vọng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh là những đấng đã thần hiện cho Chúa Kitô vì nhân đời. Nhờ sự phát vọng đó, Chúa kêu gọi mọi người trở về tìm bàn thánh để nguyên về và cho họ cảm nhận được những ơn về mà họ sẽ lấy làm lời đời sau. Vì thế cùng một đoàn thể tinh thần và các thánh, chúng con được đến khen ngợi Chúa và công con. Tài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời.
chúng con tinh thần và vật chất để chúng con có sức
một sức mạnh vững chắc. Nguyện xin vào thần của Thiên Chúa và Thánh của Màn ban xuống cho gia đình của Hùng được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng con xin cảm ơn quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn tâm thầm cầu nguyện cho chúng con có nhiều sức mạnh để tiến bước trong ngày mừng lễ của bạn để tràn những niềm vui. Tôi trưởng ban cùng có ban xin gửi lời chúc đến toàn thể anh chị em, lời chúc sức khỏe luôn vui tươi, xinh đẹp và đoàn kết, đón nhiều nhận nhiều ơn lành xin lên nhà của bạn. Một lần nữa con xin kính chúc cha chủ thể, quý cha tổng thể, quý thầy, quý dì luôn tràn đầy lòng ơn Thiên Chúa, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc đời dân hiến. Trong khi tổ chức thánh lễ còn thiếu sót, chúng con xin quý cha và toàn thể cộng đoàn thông cảm và góp ý cho chúng con để chúng con được hoàn thiện. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Tôi là xin mời chúng ta đến nhận trong buổi lễ. Chúa ở cùng anh chị em.